Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinetix của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể thêm phương thức thanh toán ở trong Google AdSense để chúng ta có thể nhận được tiền từ YouTube. Đầu tiên các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản AdSense của chúng ta. Tiếp theo các bạn click vào thanh toán. Như vậy hiện tại Google AdSense của tôi chưa thêm phương thức thanh toán. Và đây Google AdSense sẽ thông báo cho tôi như sau. Chúng tôi sẽ thanh toán mỗi tháng nếu tổng số tiền đạt ít nhất 100 đô, hay còn gọi là ngưỡng thanh toán của bạn. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục thêm phương thức thanh toán ở đây. Hoặc nếu chúng ta có thông báo cập nhật thì chúng ta sẽ cập nhật ở đây. Ở đây tôi sẽ chọn thêm phương thức thanh toán. Tại đây chúng ta sẽ có hai phương thức thanh toán, đó là chuyển khoản ngân hàng hoặc chúng ta sẽ chuyển qua séc. Ở đây tôi sẽ chọn chuyển chi tiết qua ngân hàng. Tại mục ID người thụ hưởng thì cái này không bắt buộc, do chúng ta không cần phải gõ. Như vậy với phương thức thanh toán này đòi hỏi chúng ta phải có một thẻ ngân hàng, và các bạn nên mở một tài khoản ngân hàng của các ngân hàng lớn như Vietcombank, ACB, Vietinbank, vân vân. Tên trên tài khoản ngân hàng, chúng ta sẽ nhập họ và tên trên tài khoản ngân hàng của chúng ta. Các bạn gõ tiếng Việt không dấu, tên ngân hàng, ở đây tên ngân hàng phải là tên bằng tiếng Anh. Để có thể tra được tên ngân hàng theo tiếng Anh thì chúng ta sẽ sử dụng bảng sau. Ở đây tôi sẽ chuyển về ngân hàng Vietinbank, hay còn gọi là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Chúng ta sẽ sao chép phần tên tiếng Anh ở đây, Ctrl C. Nếu bạn có thẻ ngân hàng của các ngân hàng khác thì chúng ta cùng tra ở bảng này. Sau đó chúng ta sẽ dán vào đây tên ngân hàng. Tiếp theo là mã SWIFT của ngân hàng. Mã SWIFT của ngân hàng ở đây, Ngân hàng Công thương. Chúng ta nhấn Ctrl C, mã SWIFT. Tiếp theo là số tài khoản. Chúng ta sẽ nhập số tài khoản ở đây. Các bạn sẽ nhập chính xác. Sau đó chúng ta sẽ nhập lại số tài khoản. Tại mục ngân hàng trung gian thì không bắt buộc, do đó các bạn không cần phải nhập. Tương tự như vậy với FFC và FBO thì chúng ta cũng không cần phải nhập. Đặt làm phương thức thanh toán chính. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục lưu. Và như vậy chúng ta đã thêm phương thức thanh toán ở đây. Như vậy sau một tháng nếu số tiền của chúng ta ở trong Google AdSense lớn hơn 100 đô thì khi đó Google AdSense sẽ trả về cho chúng ta theo qua phương thức thanh toán mà chúng ta vừa nhập. Và như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cách thêm phương thức thanh toán ở trong Google AdSense để chúng ta có thể nhận được tiền từ kênh YouTube của chúng ta. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.